Trong video về giới không trộm cắp, sư có nói về chuyện bản quyền cũng được tính trong giới này, nhưng trước đó con có xem video của Pháp Sư Tịnh Không thì lại có cấu trúc khác về bản quyền trí tuệ mà con hiểu là người tìm ra chứ không phải sáng tạo ra ở đoạn Khổng Tử lúc đầu à. Con còn mong sư giảng thêm về bản quyền nếu có qua video, hay là con có nghe hiểu nhầm. Cái chuyện gần á nha, cái chuyện gần là cái chuyện mà sư sư cho dịch cái bộ chú giải, thì cái bản dịch từ Bali sang Việt á, là của thầy Huỳnh Trọng Khánh dịch, thì sư phải để tên dịch giả là thầy Huỳnh Trọng Khánh, chứ sư không thể nào mà sư nói là cái bản Bali đó, đó là nó có sẵn rồi, cái chữ tiếng Việt thì là cũng có sẵn rồi, cho nên là sư không có ghi tên người dịch, sư chỉ đơn giản là sư lấy sư xài thì nó không đúng. Mình có thể sở hữu, tức là mình có thể lấy mình xài mình sử dụng, nhưng mà mình phải biết ai là người đã tạo ra những cái dòng chữ đó, ai là người đã dịch nha. Thành ra sư chỉ là người chịu trách nhiệm nội dung, sư chịu trách nhiệm cho cái toàn bộ cái dự án dịch thuật chú giải. Rồi còn bản dịch tiếng Thái á, thì ngoài cái để tên cái dịch giả thì ở dưới thì còn để tên cái bản biên tập, tại vì cái dịch ở dưới thì nó dịch bên tiếng Thái thì lại có bản biên tập, thì sư phải để tên cái bản biên tập. Cái bản biên tập đó mình phải ghi nhận công sức của người ta, mình tri ân cái bản quyền của người ta nha. Đó rồi sư cũng có tham gia biên tập ở trong đó bằng việc là đối chiếu với các cái văn bản Pali, cũng như là dùng cái khả năng hiểu biết của sư về kinh tạng để sửa lại, chỉnh sửa lại một số chỗ. Thì sư lúc bây giờ sư mới được để tên sư vào cái phần biên tập, và một lần nữa sư cũng là người chịu trách nhiệm cho dự án này, chứ sư không có kiểu mà ham danh ham lợi để mà mình lấy cái mình không có. Rồi đó là mình nói nó xa nha. Rồi nói nó xa hơn nữa là xin thưa đó, ở trong Tạng Luật có nói là có những cái kẻ cướp lớn ở trong Phật giáo, mà một trong những cái kẻ cướp lớn đó là gì? Đó là hạng người lấy của Phật, kinh của Phật, lấy lời dạy của Phật làm của mình, thì đó là hạng cướp lớn ở trong Phật giáo, hạng ăn cướp nha, hạng cướp lớn trong Phật giáo, Đức Phật nói. Từ đó để quý vị thấy là Đức Thế Tôn, dù khi đó người ta không có cái chuyện mà dùng cái chữ là bản quyền, không có dùng đó, nhưng mà Ngài nói rất là rõ cái chỗ đó nha. Rồi còn nếu như mà cái này là theo sư, cái người mà lấy pháp của Phật mà cho là pháp của mình thì họ phạm hai lỗi: một là ăn cướp, hai là vô ơn. Thành ra là cái tội đó là nó nặng lắm chứ nó không phải đơn giản. Cái bản quyền thì mình cần phải ghi nhận, nhưng mà một số cái như thế này có những cái nó kẹt lắm, tức là có những cái nó không phải bản quyền của mình mà mình dạy riết rồi mình tưởng nó là bản quyền của mình. Ví dụ như vậy đi, bây giờ sư dịch một cái văn bản tiếng Anh nha, hoặc là tiếng Pali, sư thấy cái đoạn đó nó hay quá, mà cái câu này là không không phải Phật ngôn nhưng mà sư thấy nó hay, rồi thì sư nói cái câu đó ra, rồi mình thì phải nói là sư không có quyền lấy bản quyền của câu đó, bởi vì cái người nói câu đó không phải là sư. Nhưng mà đôi khi là mình hay quên đó, mình nói là bây giờ tôi giữ bản quyền. Rồi thì tôi đánh bản quyền cái câu đó, là sau này không ai nói được cái câu đó hết trơn. Sư nói thiệt nghe,
Đôi khi sư thấy thằng Apple nó cũng buồn cười lắm. Nó làm một cái quả táo khuyết, rồi nó đi kiện bất kỳ một cái công ty nào có cái hình giống nó. Cái công ty mà có cái hình quả lê nó cũng kiện. À, công ty có hình quả táo, công ty người ta bán táo, người ta lấy hình quả táo, người ta trang trí nó cũng kiện nữa. Thì cái đó thì nó quá đáng nha, nó hơi buồn cười. Đến mức mà có lần sư nói, nếu như mà có một vị đó cứ thích bản quyền, sư nói thôi hôm ấy quý Phật tử gom lại hết toàn bộ những cái câu nói của vị này, gom hết đi, rồi đi đánh bản quyền đi. Chứ còn để như vậy thì tăng ni người ta không biết xài làm sao. Đó là một chuyện khác. Tại vì cái trong kinh tạng, nhớ dùm, trong kinh tạng, một là mình không có được giữ bản quyền, mà bản quyền là bản quyền của Phật. À, bản quyền là bản quyền của Phật, nhưng mà công sức của mình thì ghi nhận, nhưng mà bản quyền thì đó là bản quyền của Phật. À, rồi những quý vị biết là tại sao mà bây giờ tất cả những bài đăng của sư mà sư không bao giờ sư nói là sư hạnh tuệ, mà sư luôn ghi là chịu trách nhiệm nội dung là sư hạnh tuệ. Tại vì sư thừa biết là những cái kiến thức của sư có được do đâu, có được do học từ kinh tạng, mà kinh tạng do đâu, có được là do Đức Thế Tôn. Cái thứ hai, cái nguồn thứ hai, những kiến thức của sư có được do đâu, có được do sự dạy dỗ của các vị trưởng lão. Thì như vậy đó, à, là mình không có cái gì để mình gọi là bản quyền. Sư thì sư chỉ để là chịu trách nhiệm nội dung sư hạnh tuệ. À, còn cái công trình dịch thuật thì sư chỉ đơn giản là sư chịu trách nhiệm, chứ sư không nói đây là cái bản quyền của sư. Thì ai đó họ, nếu như mà cái này là trường hợp cá nhân của sư ha, ai đó nếu mà họ thích thì họ có thể dẹp luôn cái tên của sư, thì khi đó sư chỉ đơn giản là sư không chịu trách nhiệm cho nội dung của nó thôi. Đó, thành ra là mình phải phân định rõ cái gì là bản quyền nha. Đức Thế Tôn mặc dù đúng ngài là người tìm ra con đường chân lý, chứ ngài không sáng tác ra chân lý, nhưng Đức Thế Tôn giữ bản quyền. À, thành ra là nhớ phân biệt giùm sư hai cái trường hợp này nghe, đừng có lẫn lộn rồi thì mình cư xử ra đời á, nó kỳ cục lắm. Xin mời Đại Đức Tuệ Tường. À, kính thưa đấy, kính thưa quý vị, đúng là cái câu hỏi này, riêng câu hỏi này thì chính xác hỏi Đức Hạnh Tuệ vấn đề này, cho nên là khi mà nghe sư nghe Đức phân tích đó, phân tích về vấn cái câu hỏi nè, mặc dù câu hỏi này là hỏi thì đích danh để Đức Hạnh Tuệ, và qua cái cách trả lời của Đức Hạnh Tuệ thì sư cũng hoàn toàn đồng ý. Thưa quý vị, có một điểm mà mình phải lưu tâm mà Đức Hạnh Tuệ có nhắn gửi vị đó, mình phải hiểu là những lời dạy là của Thế Tôn, đúng không? Mình là mình học theo thôi, đúng không? Chứ mình đừng có xem là của mình, để mình bị ngộ nhận rồi mình lại dính vô cái tội mà kẻ cướp, trong năm kẻ cướp mà kẻ cướp mà lấy pháp Đức Thế Tôn xong rồi mình cho là của mình, rồi xong thậm chí mình xào nấu mình chế biến thêm nữa, đúng không? Rồi mình cho, rồi mình cho là cái này là bản quyền của tôi, trí tuệ của tôi khai mở ra. Đó rất là nguy hiểm thưa quý vị, mà hại chính bản thân mình, mà hại mọi người nữa. Nên là cái vị này á, cái vị mà hỏi câu hỏi này nè, để mình có cái sự hiểu biết sâu sắc thì sư chỉ cho lời khuyên là mình chỉ cần nghe đi nghe lại cái câu trả lời Đức Hạnh Tuệ để mình hiểu rõ hơn. Tại vì tại sao sư nói nghe đi nghe lại, tại vì vấn đề Đức Hạnh Tuệ nói nó có sự sâu sắc trong quý vị, chứ không có đơn thuần, không có đơn thuần là chỉ là nói như vậy thôi. Nếu mà mình nghe đi nghe lại, mình suy tư, mình mới hiểu cái ý sâu xa của Đức Hạnh Tuệ nói về cái vấn đề mà gọi là giáo pháp Đức Thế Tôn và bản quyền, để mình hiểu rõ hơn, đúng không? Thì mình nhận thức đúng đắn hơn. Dạ, xin kết thúc phần trả lời hỏi đây. Tên nick ông Bảy Khè thì mong là sư trả lời tất cả câu hỏi dù đã được hỏi qua. Thì xin thưa với quý vị á, cái vấn đề là bây giờ sư trả lời không hết. Quý vị thấy không? Hôm rồi sư vừa mới dọn một loạt xong thì cái câu hỏi nó lại full.
Cho nên là đương nhiên mình phải ưu tiên cho những câu chưa hỏi. Còn những câu đã hỏi rồi á thì mình phải dẹp bớt qua một bên cho nó nhanh. Sư chỉ đơn giản, sư chỉ à, câu hỏi đó quý vị tìm ở đâu cho nó nhanh. Như vậy mình mới làm việc hiệu quả được. Chứ còn không thôi á, là sau này cứ một cái vấn đề mình cứ lặp đi lặp lại, thì nó sẽ nhàm chán và không có cái câu hỏi mới ha. Và chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.